Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình mới nhập cây nho thân gỗ 12 vụ. Mình có trồng rất nhiều cái loại cây nho từ quý rồi, nhưng mà cái loại này thì ở Việt Nam cũng mới có. Và mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách trồng khi mà mới mua hàng về quý vị các bạn nhé. Thì thông thường thì họ đóng hàng cho mình thì họ sẽ đóng rất là kỹ. Chúng ta phải cắt bỏ nhất là cái bao bọc của nó, thì để sau này trồng trên chậu hoặc là trồng trên đất thì cây mới xỏ dễ ra được. Đây quý vị cảm thấy là cái bao bọc của họ rất chắc, chúng ta phải cắt sau đó mới mang trồng được. Và cây nho 12 vụ này thì là nó sẽ to hơn là cây nho tứ quý. Và đặc điểm của nó là nó sẽ có hoa cả năm, vừa có quả xanh, quả chín và vẫn ra hoa. Và hôm nay mình sẽ tận dụng cái thùng sơn để trồng cái cây nho 12 vụ này. Cái cây nho này thì thực tế nó vẫn nhỏ, nó cao tầm khoảng 80cm thôi. Nếu mà chúng ta mà cây to hơn thì có thể là trồng lên đất, hoặc là chúng ta có thể là chọn cái chậu nó to hơn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và cái quá trình chăm sóc của cây. Và mình mua cái cây này thì nó lại ra hoa và ra lụ rồi, cho nên là mình tiến hành trồng. Và cái đất để trồng cây này thì nó có thể trồng hầu như tất cả các loại đất, và thích hợp nhất với khí hậu miền Bắc, bởi vì là cây này có nguồn gốc Nam Mỹ và cũng là có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cho nên chúng ta trồng thì yên tâm là sẽ có hoa quả bình thường. Nhiều bạn thắc mắc là trồng cây nho thân gỗ là nó không có quả, bởi vì nếu chúng ta mua cái loại cây nho thân gỗ thường thì có thể là 8 đến 10 năm mới có quả. Nhưng mà cây nho từ quý này thì chúng ta mua được cái loại cây và có hoa luôn thì nó sẽ ra hoa đậu quả, và từ khi ra hoa đến khi đậu quả là khoảng tầm, và lúc thu hoạch thì nó khoảng tầm khoảng 1 tháng rưỡi thôi. Nên quý vị cảm thấy là cái chậu là hơi nhỏ, nhưng mà mình cứ nuôi đấy, sau này cây phát triển tốt hơn, to hơn thì mình sẽ chuyển ra vườn để trồng cho nó vừa làm bóng mát vừa có cây ăn quả. Và quý vị để ý là cái cây nho thân gỗ 12 vụ này thì so với cái nho tứ quý thì lá của nó to gấp đôi gấp ba, lá dày và xanh hơn. Cho nên là nếu quý vị và các bạn mà có trồng cây nho thân gỗ thường thì có thể là 8 đến 10 năm sau thì chúng ta mới có quả. Chính vậy mà chúng ta nên mua một hai cái cây nho thân gỗ 12 vụ này, thì chúng ta nếu mà có hoa ngay chúng ta trồng khoảng 1 tháng rưỡi sau chúng ta sẽ có quả thu hoạch. Và chúng ta trồng xong thì chúng ta tưới ẩm và không nên tưới sũng quá. Và cái thùng như này thì hoặc là cái chậu chúng ta phải nên có một cái nỗ thoát nước, bởi vì là miền Bắc mình là mưa nhiều, bởi vì thấy lá rất dày này. Và trồng xong như này cứ khoảng tầm 1-2-3 tháng sau thì chúng ta mới bón phân hóa học. Là bây giờ chúng ta bón thì bón phân hữu cơ và phân vi sinh thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến cái rễ của cây, vì mới trồng nó chưa ổn định. Thế quý vị các bạn thấy là cây nho tứ quý của mình đây, cây này vẫn chưa có hoa đậu quả. Cây này thì trồng lâu hơn nhiều so với cây nho 12 vụ. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.